Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kbiz 24 giờ, kênh cập nhật nhanh nhất thông tin về các sao Hàn. Ngày hôm nay có tin tức gì hấp dẫn? Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Hôm nay ngày 14 tháng 10, đông đảo người hâm mộ K-pop trên toàn thế giới đều tưởng nhớ về Suli. Đúng vào ngày này một năm về trước, Choi Rinji hay còn được biết đến với cái tên là Suli, cựu thành viên của nhóm nhạc FX đã ra đi và để lại niềm đau xót cho những người ở lại. Fan của các nhóm nhạc K-pop đã quyết định tạm dừng mọi hoạt động quảng bá và ủng hộ thần tượng trong ngày hôm nay để tưởng nhớ đến sự ra đi của Suli. Còn nhớ vào chiều ngày 14 tháng 10 năm 2019, cảnh sát Hàn Quốc đã xác nhận thông tin về cái chết của Suli. Thi thể của nữ idol được phát hiện trong nhà riêng, được cho là đã tự sát. Quản lý của cô ngay sau khi tới nhà và phát hiện ra sự việc đã ngay lập tức gọi đến 119 để báo cáo nhưng đã quá muộn. Ngay trong chiều tối hôm đó, SM Entertainment, công ty chủ quản của Suli, cũng chính thức xác nhận về sự ra đi của cô. Một năm trôi qua không ngắn cũng chẳng dài, nhưng chắc hẳn câu chuyện của Suli cùng những bài học đằng sau đó vẫn luôn ở đây để minh chứng cho sự tàn bạo của lời nói tiêu cực có thể kết liễu con người ra sao. Mới đây, SM đã đăng tải hình ảnh kèm theo dòng caption để tưởng nhớ một năm ngày mất của Suli. Chúng tôi nhớ nụ cười của em. Và để thể hiện sự tôn trọng dành cho nữ ca sĩ quá cố, rất nhiều fandom của các nhóm nhạc K-pop trong ngày hôm nay đã có hành động đáng chú ý. Cụ thể, fanbase lớn nhất của những nghệ sĩ có hoạt động hoặc là sản phẩm ra mắt trong ngày hôm nay đều đang tích cực vận động nhau tạm thời ngừng hoạt động cổ vũ, quảng bá cho thần tượng trên mạng xã hội và dành riêng không gian ngày hôm nay để tưởng nhớ đến đóa hoa tuyết lê xinh đẹp Choi Suli. Lời kêu gọi từ Blackpink Global, một trong những fanbase lớn nhất trên toàn cầu của Blackpink. Các Blink, hãy nhớ rằng 14 tháng 10 hôm nay, chúng ta sẽ không sử dụng bất kỳ hashtag tạo hiệu ứng nào và để ngày hôm nay dành cho lễ tưởng niệm của Suli. Các bạn vui lòng không tạo trend hay bất kỳ một hashtag nào có liên quan đến Blackpink trong cả ngày hôm đó. Xin hãy chia sẻ rộng rãi, xin cảm ơn. Monsta X cũng nhá hàng cho teaser Fantasia phim vào ngày 14 tháng 10. Ngay sau khi nhận được lịch trình, fanbase của các anh chàng cũng chính thức đưa ra tuyên bố về ngày kỷ niệm của Suli. Trước thềm comeback cận kề của TXT, fanbase của nhóm hy vọng người hâm mộ có thể chuyển sang trend tại ứng dụng riêng của công ty là Weverse để các trang mạng xã hội chung dành cho buổi tưởng niệm của Suli. Fanbase của Seventeen thống nhất sẽ không trend bất kỳ hashtag nào trong ngày hôm nay. Và cũng ngay trong đêm, Goblin, ca khúc cuối cùng mà Suli phát hành cùng với Pix, sản phẩm âm nhạc IU viết tặng cho Suli, đã leo lên vị trí top đầu trong mục tìm kiếm của trang nghe nhạc trực tuyến Melon. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Kbiz 24 giờ nhé.